Hello anh em, mình đang trải nghiệm cái khoang hạng nhất của chiếc xe điện là Luxury. Xin lỗi các bạn, đây là một chiếc xe điện là khoảng 46 triệu. Mình đang trải nghiệm cái khoang bên trong khi mà có cái lớp màng nhựa này. Mình thấy là cũng rất là thoải mái. Đây, mình sẽ quay một lượt cho các bạn cùng chung. Khi mà chúng ta sẽ ở bên trong và được bọc bởi một cái lớp màng nhựa. Chúng ta sẽ có khóa để cái mớ lớp màng này cho chúng ta khi mà đi mùa đông thì rất là hợp lý, rất là ấm. Không thể so với xe điều hòa mấy trăm triệu được, nhưng mà khi mà vào mùa đông khi mà trời gió rét thì nó rất là hợp lý. Đây là không gian bên trong, chỗ đủ thoải mái cho ba người ngồi các bạn nhá. Ok, mình sẽ ra ngoài và cho các bạn xem lại cái chi tiết bên ngoài nhá. Đây, mình sẽ lướt cho các bạn xem một vòng thấy bên ngoài khi mà chúng ta sẽ được lắp cái màn áo mưa này cho xe. Rất là kín luôn. Và chiếc xe này mình đã được đã lắp lên hoàn chỉnh, gần như là 90% rồi. Gương sạc đầy đủ rồi. Thì chiếc xe này đang có giá là 46 triệu chưa bao gồm cái phần áo mưa này các bạn nhé. Thì áo mưa này các bạn này sẽ tính thêm đâu đó hơn triệu dưới. Combo cả bộ này luôn. Đấy. Cũng khá là kín các bạn nhé. Thì xe này đã có gạt mưa này, áo mưa này. Và lát nữa mình sẽ cho các bạn xem khi mà cất cái áo mưa đi thì nó sẽ gọn và sẽ không để lại những cái phần chúng ta sẽ đi lại một cách dễ dàng hơn. Đó. Thì xe này thì mình cũng đã giới thiệu rất nhiều thông số, các bạn đã hiểu phần nào rồi. Ok, để mình cất cái áo mưa đi cho các bạn cùng chiêm ngưỡng. Đây các bạn nha, đây khi mà chúng ta đã cuộn được 1/3 phần xe rồi thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái không gian rất là thoáng, rất là ok. Thì gấp thì nó sẽ hơi lâu một chút, nhưng mà khi đổi lại, khi chúng ta kéo màn xuống thì rất nhanh. Chúng ta chỉ tháo những cái dây buộc ra bằng phần dính này rất là nhanh. Thì mình cũng chỉ cần làm cho các bạn chiêm ngưỡng, cho nên mình sẽ không làm kỹ hơn. Cho nên là mình sẽ để như này để anh em có thể biết một cách dễ dàng hơn. Thì khi mà tháo thì rất là nhanh, rồi chúng ta mắc vào kéo những cái khóa này lên rất là nhanh nha các bạn nhá. Kéo những khóa này xuống sẽ rất là nhanh. Đấy. Thì cả phần combo của cái xe này đang đâu đó rồi 47 triệu rưỡi. Thì mùa này đi thời tiết lạnh rất là hợp lý, rất là phù hợp. Đấy, trời mưa nữa cũng rất là phù hợp nha các bạn nhé. Thì các bác quan tâm những cái mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với Hoàng Thống nhé. Thì Hoàng Thống sẽ để cái số điện thoại ở trên màn hình. Rồi bác nào quan tâm thì hãy liên hệ với Hoàng Thống với số điện thoại 0985 839 983. Cảm ơn mọi người quan tâm ạ. Ok, cảm ơn mọi người.